Ok, xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn đến với trang đọc mình. Thì hôm nay mình xin cùng các bạn gọi là cùng nhau thực hành về cách đánh lên cả một cổ phiếu nhá. Rồi, thì đầu tiên là con CEO. Đây, con này, đây chính là con CEO. Đây là vùng tích lũy đáy của nó này. Và đây chính là pha A này. Đây là pha A con này. Pha B này. Đây con này. Trong trường hợp này không có pha C mà lên luôn pha D. Đây. Và đây chính là pha E con nhá. Và các bạn ý cho mình ở đoạn này này, là đoạn này nó có tăng giá bỏ rơi cũng nhá, tăng giá bỏ rơi này. Hai cây chèn liên tiếp để mình vào 10 phút cho các bạn xem. Đây con này đấy chưa? Mới đầu là sáng bao nhiêu này? 9 giờ. Đây 9 giờ 30 đây đây 9 giờ 10 con này. Đây 9 giờ 10 trần luôn. Xong rồi xong trần hết đây tăng giá bỏ rơi cũng nhá. Đến ngày thứ hai cũng thế này, trần tiếp này. Và nhà đầu tư đến ngày thứ ba mới bắt đầu mua được bạn nhá. Đấy. Thì nếu trong trường hợp này chúng tôi phân bố như sau là 3% vốn để vùng nền này, vùng nền và trên này cao vùng nền thứ ba này thì 10% nữa cũng là bởi vì nó lên khá là cao rồi, 10% con ơi. Thì mấy cái nền thứ nhất nền thứ hai này chúng tôi sẽ không mua được vì bị tăng giá bỏ rơi cũng nhé. Đây bị tăng giá bỏ rơi này. Đấy, chỉ mua được nền từ nền thứ ba này này. Đấy. Tiếp theo sẽ là con VIX. Đây con VIX đây con này. Từ từ đây con VIX nhá. Thì đây chính là pha của nó này. Để mình kéo nó dài nữa. Đây pha này. Pha B từ đến đây này. Đây là pha D này trong trường hợp này thì đây đây đây. Còn pha C nữa mình quên mất đây pha C đây con này. Pha C đây nha cái đoạn này nhỏ này này. Nó qua mặc dù qua một tí nhưng nó cũng là qua các bạn nhé. Pha C này và pha D này. Đấy. Và các bạn ấy mình ấy cũng có tăng giá bọn rơi các bạn nhé. Bọn rơi mình sẽ vào 10 phút này. Đây này bạn này. Bọn rơi này mới 9 giờ sáng này. 9 giờ 10 này trần luôn này. Đấy. Ngày thứ hai cũng thế này và bắt đầu mua được từ ngày thứ ba. Nhà đầu tư đã mua được từ ngày thứ ba con nhé. Này phân bổ vốn cũng như con kia là 30% vốn là nền này và trên này cũng chỉ 10% đấy cũng nhất nền thứ ba này cũng chỉ 10% thôi bởi vì là giá lên tương đối cao rồi 14% rồi chứ ít đòi gì nhá 14% chứ ít đòi đây 14% chứ ít đòi gì đúng không đấy rồi con này tiếp theo sẽ là con Nam Kim này theo Nam Kim thì với con này thì không không có tăng giảm rơi con nhé không có tăng giảm rơi này. À quên mất đây con này không có tăng giảm rơi con này đây đây chính là pha của con Nam Kim này pha B này đấy con thấy chưa và đây chính là pha D này đấy cho trường hợp này thì lại không có pha C con nhé rồi này không có pha C và pha E là trên này con ơi thì con này không có tăng giá bỏ rơi nếu mà mua thì tốt nhất là bạn nên mua LPS ở pha D này LPS ở pha D nhá hoặc là 3% ở điểm LPS này thêm mà 4% tại gọi là điểm phá vỡ ở phía vỡ để mình có này để phá vỡ nhá và thêm 3% nữa hồi sau điểm đỏ của nhá hồi sau điểm đỏ này. Này tiếp theo sẽ là con BSR đây này. Thì đây chính là pha con BSR này đây là pha B này pha B này, ơ chết 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 đây pha B đến đây rồi đây, đây là pha D này pha D đẩy giá lên này con này đây pha D đẩy giá lên này và điểm mua thì cũng thế con này mình sẽ mua ở khoảng LPS pha D này là PS 3% này lên đây điểm phá vỡ là khoảng thêm 4% này và gọi là nền à không phải hồi sau điểm nổ là gọi là 3% nữa là 100% này con này. Như vậy trong này mình đã cùng các bạn thực hành về gọi là cách đánh lên của một cổ phiếu. Nếu bạn nào thích video này, bạn để lại cho mình một like, một share, một đăng ký nha. Thôi, tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.